bàn của Ánh Nguyệt bây giờ là hình ảnh của một nồi chiên không dầu. Đó, có rất là nhiều các mẫu mã nồi chiên không dầu hiện nay trên thị trường. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà Diema đã sản xuất ra một cái sản phẩm nồi chiên không dầu với một cái phong cách mới, một phong cách sang trọng hơn, lịch sự hơn và rất là dễ để sử dụng. Nó không có còn có quá nhiều phức tạp. Và các bạn cũng biết là từ xưa đến giờ thì nhà Diema lúc nào cũng sản xuất ra rất là nhiều các cái loại sản phẩm khác nhau để dành riêng phục vụ cho gia đình. Ở đây, cái này mình đã... Nồi chiên không dầu thì chắc chắn là các bạn cũng biết là có rất là nhiều thương hiệu khác nhau, và đặc biệt là ở chiến tàu mobile thì lúc nào cũng mang đến đa dạng cái thương hiệu để cho các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu của nhà Diema. Thì đây là nồi chiên không dầu. Các bạn sẽ nhìn thấy đối với cái nồi chiên không dầu này sẽ khác biệt hoàn toàn so với những cái nồi trước đây mà chiến tàu mobile đã review. Và đối với cái nồi này thì các bạn có thể nhìn được thức ăn của mình nó đang chín tới cái độ bao nhiêu, và cái thiết kế của nó cũng sang trọng hơn, dễ thương hơn và cũng khá là hiện đại hơn rất là nhiều. Nếu như mà so với những cái nồi trước là tất cả mọi thứ nó đều kín ở trong đó và chúng ta chỉ có hẹn giờ thôi và phó mặc để đó cho cái nồi chiên nó sử dụng như thế nào, thì đối với cái nồi này chúng ta có thể canh chừng được đồ ăn của mình một cách tốt hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua về vật liệu. Các bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần thân của chiếc máy, đây chính là nhựa ABS, một cái loại nhựa rất là xịn sò, dễ lau lắm mấy bạn. Nếu như mà chất bẩn mà dây lên đây thì cũng sẽ không có bị bám lại đâu, bởi vì là đây có một cái phần được phủ nhám rồi, cho nên là các bạn chỉ cần lấy một cái khăn và lau nhẹ thôi là tất cả mọi vết bẩn đã đi rồi. Còn ngay trên cái phần nắp cabin này thì được làm bằng thủy tinh trong suốt. Đối với cái lớp thủy tinh này cũng rất là dày dặn, cho nên là các bạn đừng có lo vấn đề là khi mà mình nấu cái nhiệt độ nó lên cao thì sẽ bị bỏng. Và đối với cái sản phẩm này được làm bằng thủy tinh thì các bạn có thể kiểm soát được cái đồ ăn như là lúc nãy mình đã nói với các bạn ha. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhà sản xuất đã trang bị cho các bạn hai cái phần chiên, một cái là rổ chiên rất là thông dụng, và các bạn sẽ nhìn thấy là hầu như là bất cứ một cái nồi chiên không dầu nào cũng đều có những cái rổ như thế này để chiên những sản phẩm, ví dụ như là khoai tây nè, chả giò hoặc là rau củ chiên đó. Còn đối với sản phẩm này các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khay riêng biệt dùng để chiên những cái sản phẩm như là thịt gà, bò bít tết hoặc là cá, hoặc là cá hồi phi lê đó, những cái mà các bạn cần phải chiên và lật qua lật lại hoặc là áp chảo thì mình sẽ sử dụng cái này. Và đặc biệt là ở cả hai sản phẩm á thì các bạn sẽ hãy yên tâm về cái phần vật liệu, bởi vì là cái vật liệu ở đây được làm bằng nhôm đúc và đã được phủ lên một cái lớp, đó là lớp chống dính rất là xịn sò. Thì đối với cái lớp chống dính này thì các bạn cũng biết là sẽ làm thức ăn của mình nó không có bị dính vào đây, cũng như là những cái đồ ăn của mình á khi mà mình nấu xong rồi, ví dụ các bạn chỉ cần lấy một cái khăn chùi nhẹ đi thôi là nó đã sạch sẽ rồi ha. Ở phía trước này đây chính là cái màn hình trực quang, và cái sản phẩm này á mình thấy là khá là dễ xài. Ở phía trên khi mà các bạn bật lên, đây mình sẽ bật lên luôn. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nha, mặc dù là bây giờ là Ánh Nguyệt đã cắm điện vào rồi nhưng mà mình bật nó không hề lên đèn gì hết, bởi vì đây là một cái sản phẩm đã được trang bị một cái chế độ an toàn. Nếu như mà các bạn không đậy nắp, không có cái đồ ăn ở trên cái phần khay của mình á thì nó sẽ không có tích hợp điện. Chính vì vậy mình sẽ không có bị lo lắng về cái vấn đề là nhà mình có trẻ nhỏ và đụng vào trong cái phần này, hoặc là khi nào mà các bạn cần nấu á thì các bạn nhớ đậy kỹ, bởi vì không đậy kỹ thì nó sẽ không có hoạt động. Đó, ví dụ như bây giờ mình đã đậy rồi nè. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta có một cái vòng tròn xoay, và ở phía trước đó chính là cái màn hình để có thể hiển thị tất cả những cái thông số ha. Ở đây sẽ có 5 thao tác để cho các bạn sử dụng cái sản phẩm này một cách dễ dàng hơn. Đó chính là thao tác thứ nhất, bật điện. Thao tác thứ hai, xoay một nút là các bạn sẽ hiển thị lên cái thông số đúng không? Xoay thêm một lần nữa là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy là đèn nhấp nháy ở cái phần màn hình chờ ở chế độ là 200 độ C. Thì chế độ đầu tiên này chính là chế độ là khoai tây chiên. Nếu như mà các bạn đây, khoai tây chiên. Xoay thêm một cái nữa đó chính là chiên cánh gà là 195 độ C. Thêm một cái nữa đó chính là các bạn sử dụng những cái gà xiên á, những cái đồ xiên, đồ nướng á, là mình sẽ sử dụng cái chế độ thứ ba này.
Nếu như mà các bạn tắt đi á, là máy sẽ quay trở ngược lại về ban đầu, bởi vì là lúc nãy là mình chưa có đồ ăn ở trong này. Và tiếp theo, 190 độ C ở cái phần nhấp nháy phía bên dưới này, các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là chiên cá hay là chiên tôm gì đó, giống như là lúc nãy mình nói mình sử dụng cái khay này nha. Đó, và tiếp theo thêm một cái nữa là dùng để làm bistec, làm bò bistec thì cái chế độ của nó chỉ là 110 độ C thôi. Vì bò bistec nếu mà nóng quá thì nó sẽ bị cháy mất miếng thịt và không thể chín được ở bên trong thì sẽ không ngon lắm. Rồi tiếp theo là chế độ cuối cùng là chế độ sấy khô. À, đối với cái sản phẩm này có một cái mình thấy khá là hay nữa, đó chính là ngoài những cái chế độ chiên nướng thì còn có một cái chế độ là chế độ sấy khô trái cây. Giống như là các bạn ăn những dùng những cái trái cây không hết thì mình có thể mua chiếc máy này về, và giống như là một cái lồng sấy vậy á, thì các bạn bỏ trái cây vô thì nó sẽ rút nước từ từ. Và ở chế độ là 190 độ C cũng khá là xịn xò đúng không các bạn. Và trong cái phần này á, các bạn chỉ cần nhấn một chút xíu thôi là nó sẽ chuyển sang cái chế độ là thời gian hay là chế độ hẹn giờ ha. Mỗi lần mà chúng ta hẹn, chúng ta xoay thì nó sẽ lên 1 phút nè. Đó. Và nếu như mà các bạn muốn giảm thời gian, các bạn sẽ cần là xoay ngược lại thôi nha. Thì cái khoảng thời gian của nó sẽ bắt đầu thay đổi. Đó. Và cái thời gian tối đa mà chúng ta có thể sử dụng đó chính là 90 phút. 90 phút nha các bạn. 90 phút là thời gian tối đa và thấp nhất là 5 phút. Nhưng mà các bạn vẫn có thể để ở chế độ số 1. Thêm một cái nữa là chúng ta sẽ quay trở ngược lại về độ C. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử chế biến một cái thực phẩm nào đó thật là nhanh để cho các bạn có thể nhìn thấy được cái sản phẩm này sẽ làm chính thức ăn như thế nào, có giữ được cái hương vị ban đầu của đồ ăn hay không. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ không chiên khoai tây, không chiên chả giò nữa bởi vì nó rất là mất thời gian. Hôm nay mình sẽ chuyển sang chiên trứng, bởi vì là có một cái khay như thế này thì mình nghĩ là cần nên chiên trứng. Mở ra. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái này để chế biến cái này ở trong cái này. Đối với chiên trứng thì các bạn cũng để ở cái chế độ là chiên khoai tây. Không biết là một lát nữa chanh trứng của mình. Rồi bây giờ đậy lại. Nhìn đẹp không mấy bạn? Nhìn đồ ăn thôi là cảm thấy thích rồi. Bởi vì trước khi mình ăn thì mình sẽ ăn bằng thị giác trước. Nhìn đồ ăn của mình ngon thì mình sẽ cảm thấy một lát nữa mình sẽ ăn rất là ngon miệng. Bây giờ mình sẽ bật lên nha. Rồi bây giờ mình để ở chế độ chiên khoai tây nha. Bởi vì chiên khoai tây nó cũng tương tự giống như là chiên đây. Mình để thời gian là 5 phút thôi. 3 phút thôi. Bởi vì chiên trứng. Trứng bắt đầu chín rồi nè, hơi bị đẹp luôn. Rồi nếu như mà trong quá trình mà chúng ta đang chiên nướng một cái món gì đó, ví dụ như là thịt cá, thì các bạn có thể dỡ nắp ra trong khoảng thời gian là dưới 10 giây thì chúng ta có thể lật cái miếng cá đó để có thể đều thức ăn của mình hơn, nếu như mà các bạn muốn thức ăn của mình nó chín nhanh hơn thôi nha. Còn nếu như không thì sản phẩm này cũng có cái khả năng đó chính là làm nóng và chín đều đồ ăn và ở trong vòng 360 độ luôn, cho nên các bạn yên tâm là đồ ăn của mình lúc nào cũng sẽ được chín vàng hết. Nồi chiên không dầu được trang bị một cái công nghệ làm nóng 3D với 9 động cơ làm nóng kết hợp lưu thông không khí 360 độ. Cụ thể ngay phần nắp cabin phía trên kết hợp với quạt đường kính lớn ở dưới tạo thành hệ thống đối lưu tự nhiên trong quá trình nấu. Rồi sau khi mà chỉ mất khoảng thời gian là 3 phút thôi thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy đây chính là một cái sản phẩm mà lúc nãy nãy giờ mà mình mới vừa nấu xong nè. Cho nên là bất cứ một cái buổi nào đó, buổi sáng hoặc là buổi trưa, nếu như mà các bạn là một người khá là bận rộn thì chúng ta chỉ cần bỏ một cái trứng vào và sau đó là chúng ta bật thời gian và hiển thị trong 3 phút chứ mấy là mình đã có được một cái trứng chiên rất là hoàn hảo rồi. Mặc dù ở đây không hề nói là có cái chế độ là có thể làm trứng chiên, nhưng mà các bạn có thể làm bất cứ một món ăn nào mà các bạn thích, giống như mình vậy đó. Các bạn nhìn thấy không? Không hề bị dính lại bất cứ một cái gì hết. Và cái trái trứng không hề bị bung dầu luôn. Wow, các bạn nhìn thấy không? Khá là xịn xò. Khá là
đẹp đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà các bạn muốn dùng cái này thay cho một cái dĩa cũng khá là xinh, là một bữa ăn sáng của mình sẽ có được một cái bánh mì cùng với một trái trứng rất là nhanh gọn luôn. Và đối với sản phẩm này thì có vẻ khá là có lợi với mỗi gia đình có ông bà cao tuổi, hoặc là các em nhỏ, hoặc là những bạn nào mà đang hơi béo phì á, thì mình có thể mua sản phẩm này về nha, để có thể giảm được cái lượng cholesterol. Như vậy thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ thì ăn thôi. À quên, hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại cửa hàng của Chín Tài Mobile. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh video của Chín Tài Mobile và mua hàng tại đây nha.